Khánh Thi rơi nước mắt trong tiệc thôi nôi của bé Lisa và kế hoạch sinh con thứ bốn với chồng trẻ. Vợ chồng Khánh Thi phan hiển hạnh phúc khi tổ chức tiệc thôi nôi, đánh dấu tròn một tuổi cho con gái thứ ba là bé Lisa Tùy Linh. Tối mùng 7 tháng 9, vợ chồng Khánh Thi phan hiển tổ chức tiệc sinh nhật cho ba con, trong đó cô Bi Minh Cường Tròn 9 tuổi, Anna Phương Diễm Tròn 6 tuổi và Lisa Tùy Linh Tròn 1 tuổi. Đây cũng là tiệc thôi nôi của con gái thứ ba nhà nữ hoàng kiện tướng Nga vì ba bé có ngày sinh gần nhau nên cặp đôi quyết định tổ chức combo sinh nhật khánh thi chia sẻ ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt như tất cả mọi người đều thấy là cả hai đã có với nhau ba em bé do các em bé gần như là sinh sát vào những tháng gần nhau cho nên hai vợ chồng quyết định làm combo sinh nhật cho cả ba bé luôn vợ chồng khánh thi tổ chức sinh nhật cho ba con cặp đôi tung nhiều bộ ảnh mới của gia đình trên màn hình chiếu buổi tiệc diễn ra ấm cúng khánh thi phan hiển và ba thiên thần nhỏ là nhân vật trung tâm Bi, Anna và Lisa diện đồng điệu trang phục màu trắng giống bố mẹ. Đứng trên sân khấu, nữ hoàng kiện tướng đang so không khỏi xúc động, nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô chưa biết ở nhà bản thân là người hay nói, nhưng những lúc quan trọng thế này lại không nói nên lời. Đáng chú ý, Khánh Thi khiến toàn thể khách mời có mặt vỡ hòa khi tiết lộ dự định sẽ sinh thêm con thứ bốn trong năm sau. Bà xã Phan Hiển bộc bạch, không biết như thế nào mà mình cứ đẻ sòn sòn hai đến ba năm một. Hiển có nói phía mình anh mong muốn có đứa nữa cho nên hai vợ chồng cố gắng năm sau thêm một đứa nữa à. Khánh Thi rơi nước mắt trong tiệc thôi nôi của con gái. Nữ hoàng kiện tướng đang so dự định sinh thêm con thứ 4 trong năm 2025. Ngày vui của Coby, Anna, Lisa còn có sự góp mặt của người thân hai bên nội ngoại. Trên trang cá nhân, bố ruột Phan Hiển chia sẻ hình ảnh đại gia đình trong ngày sinh nhật của ba cháu nội. Theo đó, mẹ chồng Khánh Thi khiến dân tình xích xoa khi diện đầm màu trắng, trang điểm lung linh khoe nhan sắc trẻ trung hơn tuổi bố mẹ chồng Khánh Thi cực kỳ trẻ trung. Bố ruột Phan Hiển chụp ảnh kỷ niệm cùng cháu nội Cô Sau hơn 16 năm bên nhau và gần 2 năm tổ chức đám cưới, tổ ấm của Khánh Thi, Phan Hiển ngày càng viên mãn. Trước đó, vào năm 2023, cặp đôi đón con gái thứ ba đánh dấu cột mốc mới trong hôn nhân. Thời điểm được vợ khoe tử thay hai vạch, Phan Hiển không khỏi bất ngờ vì em bé đến nhanh ngoài mong đợi. Thời gian qua, quá trình trưởng thành của bé Lisa được cặp đôi cập nhật thường xuyên. Khi mới chào đời, con gái Khánh Thi có cân nặng gần 2kg. Giờ đây khi tròn 1 tuổi, cô bé bụ bẩm với số cân 10kg và cao 72cm. Không chỉ Lisa mà hai anh chị Kubi và Anna đều có ngoại hình nổi bật. Đặc biệt, hai con lớn của Khánh Thi còn bộc lộ tài năng đang so thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ.